Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam Nguyễn Phương Trung, 24 tuổi, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo kết quả điều tra, từ tháng 4 năm 2022, Trung vay tiền một người hàng xóm mỗi lần từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Sau 2 tháng, Trung hết khả năng thanh toán và muốn vay tiếp. Chủ nợ đồng ý nhưng phải thế chấp. Lúc này, Trung đặt mua một sổ đỏ giả trên mạng xã hội với giá 2 triệu đồng rồi đưa cho chủ nợ để vay 190 triệu đồng. Có được tiền, Trung biến mất và không liên lạc được nên chủ nợ tố cáo đến cơ quan công an.